tiến hành xả rửa bộ lọc vàng sau thời gian dài sử dụng. Này khoảng bao lâu mình xả một lần vậy anh? Không dài nữa, đầu giờ không biết mấy anh ở đây có thả không á. Cái này chắc phải lâu lắm nó mới vàng vậy chứ còn. À mà hồi giờ anh đâu có xả ngược đâu. Cái này anh phải xả ngược thường xuyên, nước vàng quá. Xả gì đó hả? Đó, đó là xả ngược á. Hồi nãy em hỏi anh là anh xả dưới không à, không có xả trên. Xả ngược là xả từ dưới lên nè. Xả cho khi nào nó sạch thì... Khi nào nó sạch là mới chuyển qua cái cột kia. Đó, hiện tại là mình... Và mấy bọc bên đây cũng xả y vậy hả? Dạ, mình xả cái đó khi nào nó trong á. Xong rồi mình xả dưới. Xả dưới xong rồi mình chuyển qua cái cột bên kia mình xả tiếp. Nước này cũng mạnh đấy chứ. Mạnh mà, bồn cao mà. Bồn cao nhưng mà bồn nằm, thường thường bồn đứng nó mạnh hơn. Mà đứng nó đụng thì liêu chứ. À, đứng thì cao quá, nguy hiểm. Hai bồn xả xuống đây luôn hay là một bồn hả? Một bồn. Là một bồn. Kia là bồn trước hả? Trước nó sạch mà. Bồn dưới là chưa nước sạch hả? Ừ. Thì à. Đây nè, nó lọc ra này, nó đẩy lên bồn đó. Là bồn trên cao kia là chứa nước giếng nè. Đúng rồi. Ở dưới đây là sau khi lọc xong chứa nước sạch. Quá cao. Cái này mà làm này làm bồn lớn là thoải mái luôn. Đảo xuống van ở dưới thử anh Tình. Khóa cái đó lại đảo ở đây không? Đó. Ờ. Cái này mở ra chứ? Mở ra. Đó là mở ra để xả xuôi. Đó, bây giờ anh xả xong vậy rồi anh tiến hành là xả, vậy là xả dưới nè. Xả cho tới khi nào nó xả xuôi. Dạ. Để xả ngược. Xả xuôi vậy cho nó trong rồi mình qua bốn cầu kia là tương tự. Cứ làm tương tự vậy nó mới không bị ngạt, chứ còn không là mình cứ để vậy miết là một thời gian ngạt là phải đổ ra. Nước mạnh thì nó lọc được chứ còn mà nước yếu là nó đổ. Khóa đó cho qua xả cột kia đấy. Cột bên đây nè. Ờ mở đó, mở ở dưới. Đóng ở trên. Đó, đó là xả cột thứ hai. Cột nào có gì vậy đó? Đó, bây giờ xả trên là mới thấy vàng. Nước nó lọc qua từng cột nối tiếp. Trời. Cái nước ở trên đó là nó trong nhưng mà cái lớp tới cái lớp đó là nó nằm nó bám ở dưới á, lâu ngày là nó vàng vậy. Mình xài một thời gian là nó vàng. Không, anh đó anh biết rồi. Đây nước ra. Nước quá phè. Nhưng mà hôm nay lắp 4 cục là bảo đảm sạch rồi. 4 cục là quá. Đúng không? Tiến hành xả khoảng mỗi cột khoảng 15 phút là ở trong á. Về quá. Không thì chờ tới khi ở trong. Mô hình chăn nuôi. Ống này ống 27 mà cũng mạnh.
Đây lọc này mình lắp lâu chưa? À, mấy tháng rồi nó phèn nhiều vậy là phải. Vậy là mấy tháng rồi, ông này ông không biết xả rồi đó. Chưa xả tên xả rồi. Đúng rồi. Tại vì một tuần là mình xả một lần mà đây mình để mấy tháng là nó có bao nhiêu nó nằm trong đó hết. Vậy là bữa sau chia cái đường trước khi vào đây này, mình chia cái tê qua cái bồn kia, xong rồi lọc xong rồi cho xuống bể đó luôn. Đúng rồi. Bể 25 phút. Đảo qua cái kia thử anh Tình. Cột kia chắc nó cũng vàng à. Nó đang sẵn nghiệp không? Ở thầy chưa sẵn nghiệp không? Dạ, đang sẵn nghiệp. Đảo qua kia chắc nó cũng vàng. Đó, nó cũng vàng vậy đó. Đây xả tạm thôi, mình xả 2-3 lần nó sạch. Xả qua cầu thứ 3 thôi. Đó, để anh chọc là nó vàng. Cái mặn qua đây nó yếu lần. Làm đó nó bớt giờ lại ha. Ồ, nó cũng dơ. Nó ít chứ mà nó vẫn qua được. Tại vì cái phèn mà nó đâu phải là cặn đâu. Nó vẫn qua, nó nằm trong mấy cột kia. Một trái thì nó đâu có hết được. Lâu ngày thôi được rồi, để tí anh kia anh xả cho anh biết luôn. Đóng lại đi rồi tí anh lên rồi xả. À. Để đại đi. Rồi thôi để vậy từ anh xả. Rồi anh có việc thì đi đi. Rồi vậy em về có gì em báo cho anh Phúc thôi.